Kính thưa quý vị, trên các trang mạng xã hội và giới tài xế truyền nhau thông tin là có dịch vụ bao đậu lý thuyết trong sát hạch bằng lái ô tô, miễn là chịu chi tiền. Phóng viên Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp cận được nhiều người ở Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai nhận lo dịch vụ bao đậu này. Từ giới thiệu của người từng sử dụng dịch vụ bao đậu, phần lý thuyết trong sát hạch bằng lái ô tô, chúng tôi tiếp cận được bà Ca ở thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để nhờ bà lo cho phần thi này. Bà Ca được cho là làm cò đưa học viên tới một trung tâm đào tạo lái xe tại phường Trảng Dài để người của trung tâm này hướng dẫn sử dụng các thiết bị gian lận trong phòng thi. Tại buổi gặp, bà Ca thông tin nếu bao đậu bằng việc giám thị nhắc bài thì giá 12 triệu đồng, còn sử dụng thiết bị công nghệ thì có giá 14 triệu đồng. Mình phải test trước một ngày để xem máy như thế nào, nghe người ta nói như thế nào, ai mà làm với em rồi sẽ biết, bà Ca nói. Cũng tại Đồng Nai, phóng viên còn ghi nhận có người xưng là quản lý đào tạo trung tâm dạy nghề và đào tạo sát hạch lái xe Hải Vân, nhận hồ sơ tại Đồng Nai nhưng bao đậu ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh khởi đăng loạt bài điều tra, chiêu trò gian lận thi lý thuyết ô tô bắt đầu từ ngày 13 tháng 6, trao đổi với phóng viên, ông Lương Duyên Thống, vụ trưởng vụ quản lý phương tiện và người lái Bộ Giao thông Vận tải cho biết, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã có chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của Bộ cũng như Sở Giao thông Vận tải các tỉnh thành khẩn trương xác minh, làm rõ những nội dung mà Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh. Kính thưa quý vị, hành vi của những người có liên quan trong phóng sự điều tra của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh nguy hiểm như thế nào và có dấu hiệu của tội gì? Để trả lời cho những câu hỏi này, xin mời quý vị cùng gặp gỡ luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý đến từ Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý. Tôi chào chị. Thưa luật sư, cách đây nhiều năm một cựu bộ trưởng đã phát biểu như vậy xung quanh việc học giả bằng thật trong việc đào tạo cấp giấy phép lái xe, rằng là đào tạo lái xe là một nghề đặc biệt. Nếu người làm công tác này không làm bằng lương tâm và trách nhiệm thì rất dễ đào tạo ra những cỗ máy giết người. Vậy thì theo luật sư, hành vi của những người có liên quan trong phóng sự điều tra mà Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã phản ánh thì nguy hiểm như thế nào ạ? Chúng tôi cho rằng pháp luật hiện nay đã quy định rất chặt chẽ về việc đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe. Do đó, việc gian lận trong việc đào tạo cũng như sát hạch cấp bằng lái xe trong thời gian vừa qua như một số quý báo có nêu, gây điều này vô hình chung sẽ gây một hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Gây hậu quả không chỉ riêng với cái người được cấp bằng, là người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ trên đường, mà điều này vô hình chung nó còn nguy hiểm cho những người tham gia giao thông đường bộ khác trên đường. Việc không nắm vững các quy định của pháp luật cũng như là không có kỹ năng thực hành khi lái xe, khi học bằng lái xe, dẫn đến khi được công nhận kết quả sát hạch được cấp bằng lái xe thì người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ không có kiến thức của pháp luật. Do đó chúng tôi cho rằng việc nhận định đào tạo lái xe là một nghề đặc biệt là đúng. Do đó chúng tôi thiết nghĩ rằng các cơ sở đào tạo sát hạch bằng lái xe phải chú trọng việc này và tránh trường hợp để cái việc gian lận trong quá trình đào tạo và sát hạch bằng lái xe diễn ra trong thời gian đến. Vậy thì những hành vi đó có dấu hiệu của tội gì hay không? Và nếu có thì hình phạt của những người sai phạm liên quan thì như thế nào ạ? Như tôi đã phân tích, theo quy định của pháp luật hiện hành thì từ việc nộp hồ sơ ban đầu để tham gia đào tạo cũng như sát hạch bằng lái xe đã được pháp luật quy định rất chặt chẽ. Do đó, người nào không thực hiện đúng các quy định của pháp luật nêu trên thì hành vi này là vi phạm pháp luật. Dưới góc độ pháp lý, chúng tôi xác thấy rằng thời gian vừa qua có một số trường hợp là khi nộp hồ sơ để thi cũng như là sát hạch bằng lái xe thì có một số trường hợp là khi nộp hồ sơ vào để học thì một số tổ chức cá nhân đã không thực hiện đúng quy định pháp luật là cho cái người bắt buộc cái người mà tham gia đào tạo đi khám sức khỏe tại các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền, mà có một số trường hợp là làm giả cái giấy khám sức khỏe. Thì dưới góc độ pháp lý thì quan điểm của chúng tôi cho rằng đây là hành vi là làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, hoặc tội sử dụng con dấu hoặc là tài liệu giả
của cơ quan tổ chức được quy định tại điều 341 của Bộ luật Hình sự năm 2015. Hành vi này nếu trong trường hợp bị điều tra truy tố và xét xử có dấu hiệu của tội danh này thì hành vi này có thể bị xử phạt đến 7 năm tù giam. Đó là trường hợp thứ nhất. Đối với trường hợp mà người có chức vụ quyền hạn thực hiện cái việc là nhận tiền của người tham gia sát hạch để bao đậu, để bỏ qua bao đậu lý thuyết hoặc là có những hành vi gian lận khi thi thực hành thì hành vi này có dấu hiệu của tội nhận hối lộ theo quy định tại điều 354 của luật hình sự năm 2015, và hành vi này chỉ cần nhận số tiền 2 triệu đồng trở lên thì có thể bị xử lý hình sự và mức phạt có thể là khung hình phạt đến 2 năm đến 7 năm tù giam. Và nếu trong trường hợp mà số tiền nhận hối lộ, tài sản nhận hối lộ đến 1 tỷ đồng thì có thể bị tử hình. Thứ ba, đối với trường hợp một số những cái người mà khi thay vì phải nộp hồ sơ đi học rồi đi thi nhưng vì một lý do nào đó mà đưa hối lộ cho những người có chức vụ quyền hạn, những người là tham gia sát hạch để mong được bao đậu, để bỏ qua phần lý thuyết hoặc là bao đậu phần lý thuyết hoặc là gian lận trong việc là thi thực hành, thì cái hành vi của cái người mà học viên này nếu trong trường hợp chỉ cần đưa hối lộ số tiền 2 triệu đồng trở lên thôi thì hành vi này có đủ yếu tố cấu thành tội đưa hối lộ theo quy định tại điều 364 Bộ luật hình sự. Và hành vi này có thể bị xử phạt là với mức là 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Trong trường hợp nếu cái tài sản tiền mà đưa hối lộ lên đến là 1 tỷ đồng thì có thể là mức phạt đến 20 năm tù giam. Trong trường hợp một số đối tượng cò hoặc là thầy giáo dạy mà móc nối môi giới với các tổ chức, liên kết với các tổ chức, các cơ sở đào tạo để thực hiện cái việc là tạo điều kiện cho cái người học viên đi thi để đưa hối lộ, đưa số tiền để cho người có chức vụ quyền hạn, cụ thể đây là những người thực hiện cái công việc sát hạch bằng lái xe, để mong, để có cái mong muốn, có cái mục đích là bao đậu, thì hành vi này có thể đủ yếu tố có thành tội là môi giới hối lộ theo quy định tại điều 365 Bộ luật hình sự. Và hành vi này tương tự cũng có hình phạt như tội đưa hối lộ, là có hình phạt là 20 triệu đồng đến 200 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Lưu ý, chỉ cần có hành vi môi giới hối lộ và số tiền đưa hối lộ là chỉ có 2 triệu đồng thì đã đủ yếu tố cấu thành tội danh này. Và trong trường hợp là cái số tiền, cái tài sản mà mình môi giới lên đến số tiền 1 tỷ đồng thì có khả năng bị xử lý với hình phạt là 15 năm tù giam. Đặc biệt, đối với trường hợp một số đối tượng là cò, những người thực hiện cái công việc mà môi giới hoặc không có chức năng nhiệm vụ là sát hạch mà đưa ra thông tin sai sự thật để cho người học viên đi thi biết được, tin tưởng rằng cái người này có khả năng là môi giới, có khả năng là bao đậu, có khả năng là cho mình vượt qua cái kỳ thi này. Nhưng cuối cùng là không thực hiện được, cuối cùng không thể đậu được. Thì cái hành vi của những người mà thực hiện là nhận tiền của học viên này có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại điều 174 của Bộ luật hình sự. Và xin thưa rằng với số tiền là từ 2 triệu đồng trở lên thôi thì cũng có thể bị phạt tù đến 3 năm tù giam. Đặc biệt trong trường hợp mà cái số tiền mà lừa đảo được cơ quan chức năng xác định là trên 5 triệu đồng thì có khả năng bị tù chung thân. Như vậy với những cái hành vi vừa rồi tôi phân tích, bất luận hành vi là làm giả tài liệu con dấu của cơ quan tổ chức hay hành vi nhận hối lộ, đưa hối lộ, môi giới hối lộ hoặc hành vi lừa đảo đều là hành vi vi phạm pháp luật hình sự và sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật. Vậy thì thưa luật sư, liên quan tới vấn đề này thì luật sư còn cái băn khoăn gì hay là có vấn đề pháp lý gì cần bàn thêm không ạ? Dưới góc độ pháp lý thì chúng tôi đã phân tích rồi.
Tuy nhiên trên thực tiễn hiện nay là cái tình trạng gian lận trong việc thi bằng lái xe diễn ra rất là nhiều nơi, và báo chí vừa qua cũng đã phản ánh rất là nhiều. Thiết nghĩ để chấn chỉnh cái tình trạng thế này thì đầu tiên chúng tôi cho rằng các cơ quan quản lý trong việc đào tạo, sát hạch và cấp bằng lái xe phải chấn chỉnh lại cái việc này. Và trong trường hợp nếu có phát hiện ra hành vi của cán bộ công chức mình vi phạm pháp luật thì phải xử lý theo đúng quy định của pháp luật mới đảm bảo răn đe phòng ngừa chung. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai thì chúng tôi cho rằng cái người học, cái người đi thi thì phải ý thức rằng cái việc tham gia đào tạo, tham gia học bằng lái xe cũng như sát hạch bằng lái xe là điều quan trọng. Cái này không phải để học để cho có cái bằng, mà học để biết được cái kiến thức của pháp luật, biết được cái kỹ năng mà pháp luật quy định, cũng như các cái kỹ năng về lái xe, các cái biển báo, biển hiệu khi đi tham gia điều khiển phương tiện giao thông trên đường. Do chúng tôi cho rằng cái ý thức của cái người mà đi tham gia cái việc đào tạo cũng như sát hạch rất là quan trọng. Và chúng tôi thiết nghĩ rằng là cái người khi mà tham gia đào tạo cũng như cấp bằng thì phải chăm chỉ học, phải học đúng quy định của là cái chương trình mà theo như cái hạng bằng mà mình muốn học. Đó là thứ hai. Cái thứ ba nữa, chúng tôi cho rằng là cái việc mà một số đối tượng dựa vào cái sự lòng tin cũng như là cái ý thức chưa được cái ý thức của cái người mà tham gia đào tạo không được tốt và thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật thì cần được là pháp luật trừng trị một cách nghiêm minh để xử lý dứt điểm được cái tình trạng là gian lận trong việc là đào tạo cũng như là sát hạch bằng lái xe trong thời gian vừa qua. Xin cảm ơn luật sư về cuộc trao đổi ngày hôm nay. Cảm ơn Ban Pháp luật, cảm ơn chị. Kính thưa quý vị, hy vọng phần trao đổi vừa rồi với luật sư Nguyễn Đức Thắng Ý sẽ giúp quý vị có được cái nhìn toàn diện. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.